Từ đầu năm 2021 đến nay, các đợt dịch COVID-19 liên tiếp bùng phát đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành than, trong đó có công ty than Uông Bí TKV. Đáng chú ý, có thời điểm những tháng cuối năm, bình quân mỗi ngày, than Uông Bí đã phải sắp xếp cho khoảng 200 lao động nghỉ việc để đảm bảo công tác phòng chống dịch của công ty cũng như công tác phòng chống dịch của địa phương nơi công ty đứng chân. Trong khi đó, những khó khăn về biến động địa chất và diện sản xuất phức tạp vẫn luôn thường trực, buộc than Uông Bí phải nỗ lực hơn so với các mỏ trong vùng. Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được giao, thực hiện thành công mục tiêu kép, công ty than Uông Bí đã chủ động xây dựng và triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, trong đó đẩy mạnh các giải pháp công nghệ để điều hành sản xuất trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19. Sáu giờ 30 phút, phân xưởng K21, công ty than Uông Bí triển khai giao ca nhận lệnh sản xuất bằng phần mềm máy tính. Đây là công tác rất quan trọng đối với các đơn vị ngành than và đặc biệt cần thiết với các mỏ hầm lò. Trong khoảng thời gian này, người quản đốc hoặc người được ủy quyền sẽ tiến hành bàn giao hiện trường sản xuất giữa các ca, đồng thời quán triệt nhiều nội dung công việc của phân xưởng đến toàn bộ người lao động. Khâu đặc biệt quan trọng trong một buổi giao ca là viết nhật lệnh sản xuất. Khâu này sẽ được thực hiện trên cơ sở kết quả nhận bàn giao hiện trường của ca trước và kế hoạch sản xuất của ngày bắt đầu làm việc. Đây chính là căn cứ để quản đốc phân xưởng giao việc cho từng vị trí lao động và quán triệt một cách chặt chẽ những yêu cầu về công tác an toàn. Chính vì vậy, đây cũng là khâu mất nhiều thời gian nhất của buổi giao ca. Nếu theo quy trình cũ, công tác viết nhật lệnh bằng tay ở các phân xưởng như K21 sẽ diễn ra trong thời gian từ 60 phút đến gần 2 tiếng đồng hồ. Nhưng nay, bằng phần mềm ca lệnh sản xuất, thao tác viết tay được xóa bỏ và thời gian dành cho công tác này được rút ngắn đi rất nhiều, chỉ còn khoảng 10 phút. Đáng chú ý, trong quy trình giao ca nhật lệnh sản xuất cũ, phó quản đốc phân xưởng phải điểm danh người lao động bằng cách gọi tên, sau đó mới giao công việc cho công nhân và phổ biến biện pháp kỹ thuật an toàn. Với những phân xưởng đông người, đây cũng là khâu mất rất nhiều thời gian và không đảm bảo tính chính xác minh bạch. Nhưng từ tháng 6 năm 2021, với ứng dụng tích hợp vân tay, công nhân khi đến nhà giao ca tự điểm danh bằng phần mềm nhận diện khuôn mặt và ký lệnh sản xuất bằng vân tay. Phần mềm này sẽ tự động kết nối vào ca lệnh của phó quản đốc, tạo thuận lợi cho các bước triển khai công việc tiếp theo. Hiện nay, 100% các phân xưởng trong công ty đã được lắp đặt thiết bị nhận diện khuôn mặt và vân tay với tổng số 88 máy. Thời gian nhận diện khuôn mặt và vân tay chỉ từ 1 đến 2 giây, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối. Sau thời gian công ty đưa cái phần mềm nhận diện khuôn mặt thì tôi thấy rất hiệu quả. Trước đây thì công nhân còn một số công nhân vẫn vào muộn và ra sớm, thì từ ngày công ty đưa cái nhận diện bằng khuôn mặt này vào thì anh em nhân tôi cũng ý thức hơn, tác phong công nghiệp hơn. Giao ca nhận lệnh sản xuất trên phần mềm máy tính là một trong những giải pháp công nghệ mà công ty than Uông Bí đã áp dụng từ năm 2020, cũng là đơn vị khối hầm lò đầu tiên trong tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam tổ chức giao ca nhận lệnh sản xuất bằng ứng dụng công nghệ thông tin. Đến nay, sau hơn một năm sử dụng, đây vẫn là giải pháp mang lại nhiều lợi ích cho than Uông Bí. Đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, việc ứng dụng công nghệ thông tin và khâu quản lý điều hành sản xuất đã giúp đơn vị này kiểm soát tốt hơn công tác phòng chống dịch. Sau một thời gian đi vào hoạt động thì phần mềm đã phát huy những tác dụng rất là tích cực, thì đã làm cho công tác chỉ huy điều hành rút ngắn rất nhiều thời gian, chỉ trong mất đầu ca chỉ có 10 đến 15 phút là đã xong giao ca nhận lệnh và công nhân ký lệnh đã đi vào trong công trường sản xuất, và các đồng chí chỉ cán bộ chỉ huy điều hành cũng đã có thời gian nhiều hơn trong công tác chỉ huy điều hành tại công trường phân xưởng. Mặt khác thì cái công tác ứng dụng tin học chuyển đổi số cũng đã góp phần cho công ty số hóa được các cái tài liệu trong công tác quản lý, ví dụ như công đã chuyển đổi từ các cái tài liệu từ bản cứng sang cái bản mềm, nó thuận tiện cho công việc soát xét
tích hợp và truy xuất trong công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra, và đồng thời cũng tiết kiệm được không gian lưu trữ cũng như là tiết kiệm trong công tác một lượng không nhỏ giấy tờ và đảm bảo thời gian, rút ngắn cái thời gian cho cán bộ nhân viên thao tác. Đối với đơn vị thực hiện công tác ra nhật lệnh của quản đốc rồi ra ca lệnh của phó quản đốc, thì đối với các phòng ban cũng như lãnh đạo công ty là có thể ngồi trên phòng làm việc ở trên cơ quan thì có thể biết được là bên dưới là gì, quản đốc, phó quản đốc ra lệnh với nội dung gì, có đúng với biện pháp hay không, có đúng với lại điều kiện thực tế hiện trường hay không, và có đúng với lại các chỉ đạo của ban lãnh đạo cũng như các phòng ban công ty hay không. Ngoài cái việc đó ra thì chúng tôi cũng đã triển khai bằng cái việc đó là gì, thực hiện các chữ ký điện tử trong cái việc mà nhập xuất vật tư hay là nhập xuất thực phẩm, thì chúng tôi cũng đã triển khai các cái nội dung đó đồng bộ hóa trong cái điều kiện phòng chống dịch như hiện nay, để cho người lao động cũng không phải là đi lại từ khai trường cho đến cơ quan để thực hiện xin lĩnh các cái vật tư, mà các cái thủ tục mà trước đây chúng ta phải sử dụng nhiều giấy tờ. Như vậy cũng đã góp phần cho cái việc là đảm bảo công tác phòng chống dịch và cũng tiết kiệm chi phí trong cái sản xuất kinh doanh của chúng tôi. Điều kiện sản xuất ở công ty Than Uông Bí vốn rất khó khăn bởi những diện khai thác và đào lò thường xuyên gặp biến động về địa chất. Điều này đòi hỏi công tác chỉ đạo sản xuất của người chỉ huy phải thường xuyên, kịp thời và bám sát diễn biến thực tế. Mặt khác, công việc cuối năm khá bộn bề, các phân xưởng khai thác và đào lò của công ty đang phải gánh chỉ tiêu khá cao về sản lượng, đồng thời phải siết chặt công tác an toàn lao động và phòng chống dịch hiệu quả. Chính vì vậy, thời gian tiết kiệm được từ các khâu công việc trên mặt bằng như giao ca, nhật lệnh, các phân xưởng ưu tiên tối đa cho công tác chỉ đạo sản xuất trong lò. Nhờ vậy, các khâu, các vị trí luôn được kết nối một cách nhịp nhàng, tạo nên nhịp độ sản xuất khẩn trương sôi động. Đồng bộ với giải pháp tin học hóa khâu điều hành sản xuất là nỗ lực tiếp tục nhân rộng công nghệ khai thác hiện đại trong toàn mỏ. Đây là yếu tố quyết định đến mục tiêu tăng năng suất, cải thiện môi trường làm việc cho người lao động của công ty. Đây là hiện trường sản xuất một lò chợ của phân xưởng K21, khu vực vừa được đưa hệ thống dàn chống mềm ZRI vào sử dụng. Công nghệ tuy không mới nhưng lại rất phù hợp với điều kiện địa chất những vỉa than có độ dốc lớn và nghiêng ở phân xưởng này. Với cấu tạo dạng che chắn, thể tích nhỏ, trọng lượng nhẹ, dàn mềm ZRI có thể tự di chuyển nhờ tải trọng đất đá phía trên dàn. Về năng suất, công nghệ này đã giúp phân xưởng K21 đạt sản lượng khai thác như kỳ vọng, đồng thời đảm bảo điều kiện làm việc an toàn tốt hơn khi số lao động trực tiếp tại gương lò giảm một nửa so với công nghệ cũ. Như vậy, sự phù hợp đã giúp năng lực sản xuất của phân xưởng được nâng lên. Những người thợ lò K21 đang phấn khởi về đích sớm trong nhiệm vụ sản xuất của quý tư năm 2021. Khi đưa cái dàn ZRI này vào, thứ nhất là cái độ an toàn của nó là cao rất là nhiều. Thứ nhất là chắc chắn. Thứ hai, công tác sản xuất ở đây là nó rất là hiệu quả, giảm được cái nhân lực. Đối với kế hoạch sản xuất của năm 2021 thì hết tháng 11 là anh em chúng tôi đã thực hiện được 134.000 trên 131.000, đã đạt 102 kế hoạch năm. Còn lại đối với mét lò là chúng tôi thực hiện là 4.400 mét trên kế hoạch là 3.000 mét, là thực hiện được 147% kế hoạch năm. Anh em chúng tôi là quyết tâm thực hiện tốt công tác an toàn và đạt được cái hiệu quả cao nhất trong chiến dịch 90 ngày đêm, để đảm bảo kế hoạch công ty giao và đến phân xưởng và phân xưởng giao trực tiếp đến từng tổ sản xuất một. Có thể nói, cơ giới hóa trong khai thác là đích đến, là giải pháp chiến lược cho bài toán nâng cao sản lượng và là mục tiêu xuyên suốt để đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Than Uông Bí. Đến nay, mỏ này đang tổ chức khai thác 10 diện lò chợ cơ giới hóa và công nghệ mới, nhân rộng, gồm một lò chợ áp dụng công nghệ Hayansa, 5 lò chợ công nghệ giá khung GK và ZH, 4 lò chợ áp dụng công nghệ dàn chống mềm ZRI. Các thống kê hiệu quả đều chỉ ra, Than Uông Bí thu được rất nhiều lợi ích với cơ giới hóa,
đó là cấu được ở các vỉa có chiều dày và góc rút lớn. Công nhân làm việc trong khung chống an toàn, hệ số thu hồi than lớn hơn 85%. Ngoài ra, công nghệ khai thác hiện đại và phù hợp còn giúp đơn vị giảm số lao động bố trí trực tiếp trong lò chợ. Tuy nhiên, năng suất lao động thu được lại cao. Với lò chợ ngang nghiêng là 6,7 tấn trên một công, lò chợ ZRI là 6,4 tấn trên một công. Bên cạnh đó, vật liệu sử dụng khấu chống lò chợ cũng giảm, kéo theo chi phí mét lò trên 1.000 tấn than cũng giảm theo. Việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới có vai trò quan trọng trong sản xuất, đảm bảo cho sự tăng trưởng và phát triển bền vững của công ty than Ung Bí, nhất là trong điều kiện khai thác tài nguyên khoáng sản ngày càng khó khăn, phức tạp như hiện nay. Song hành với những giải pháp áp dụng công nghệ trong quản lý điều hành sản xuất, công ty than Ung Bí cũng tăng cường các biện pháp phòng dịch COVID-19 trong bối cảnh hiện nay, coi đây là yếu tố tiên quyết cho sự nghiệp sản xuất kinh doanh. Đó là việc kiểm soát chặt chẽ người ra vào công ty bằng test nhanh COVID-19. Tiếp tục yêu cầu 100% cán bộ, công nhân quét mã QR trước khi vào khu vực sản xuất. Duy trì hình thức giao ca giãn cách và nhật lệnh bằng công nghệ thông tin. Ăn ca tự chọn trong nhà ăn có bố trí vách ngăn chắn giọt bắn. Đặc biệt, việc tăng cường sức khỏe cho thợ lò trong mùa dịch bằng những bữa ăn ca giàu dinh dưỡng và thực đơn phong phú cũng được mỏ này quan tâm triển khai suốt một năm nay. Qua thời gian vừa qua tuy là có dịch bệnh rất là mạnh nhưng mà cái chế độ ăn và cái chế độ phục vụ của công ty cũng vẫn đáp ứng đảm bảo được cái nhất là về an toàn phòng chống dịch, cái thứ hai là về an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng phục vụ và đồ ăn của công ty là luôn luôn đảm bảo, cái nhất về chất, cái thứ hai là về lượng để cho anh em công nhân chúng tôi là được đảm bảo phục vụ ăn uống đầy đủ để đảm bảo sức khỏe đi làm. Trong cái giai đoạn dịch này thì được cái sự chỉ đạo của lãnh đạo công ty thì chúng tôi vẫn phục vụ cán bộ công nhân viên là ăn chế độ ăn tự chọn. Cái số mà món ăn hàng ngày chúng tôi phục vụ thì dao động từ 20 đến 22 món. Và chúng tôi có một cái ban gọi là ban giám sát về việc thực hiện các chế độ ăn để đảm bảo cái an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ những cái nguồn mà nhập thực phẩm đầu vào đến khi mà chế biến các món ăn đến lúc mà ra phục vụ người lao động. Mặc dù đã rất nỗ lực kiểm soát công tác an toàn phòng chống dịch, nhưng cũng đã có những thời điểm công ty than Ung Bí thiếu từ 200 lao động trên một ngày sản xuất do có liên quan đến những ca F0, F1 trên địa bàn thành phố Ung Bí. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đơn vị. Tuy nhiên, với những biện pháp phòng dịch chặt chẽ và nỗ lực đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng công nghệ trong các khâu sản xuất, công ty than Ung Bí tự tin sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đến thời điểm này, than Ung Bí đã hoàn thành gần 2,4 triệu tấn than nguyên khai, đào trên 28.000 mét lò chuẩn bị sản xuất. Các chỉ tiêu này đều đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Đáng chú ý, trong bối cảnh các ngành kinh tế và nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thì trên 5.000 lao động thợ lò tại công ty vẫn được đảm bảo an toàn, được duy trì công việc đầy đủ với mức thu nhập bình quân trên 15,8 triệu đồng một người một tháng. Riêng thợ lò có thu nhập bình quân trên 21,7 triệu đồng một người một tháng, tăng khoảng 5% so với kế hoạch năm 2021. Đây là những con số khẳng định nỗ lực đáng ghi nhận của mỏ hầm lò Ung Bí trong nhiệm vụ thực hiện thành công mục tiêu kép của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam, đóng góp quan trọng vào các chỉ tiêu tăng trưởng của tỉnh Quảng Ninh trong năm 2021. Đối với cái điều kiện dịch bệnh như hiện nay thì chúng tôi vẫn tiếp tục đổi mới khoa học công nghệ bằng các cái việc là đưa các thiết bị vào đầu năm 2022 và bố trí các cái điều kiện việc làm tốt nhất cho người lao động để đảm bảo công tác an toàn và người lao động yên tâm công tác. Những giải pháp mang lại hiệu quả thực hiện mục tiêu kép của than Ung Bí sẽ tiếp tục được doanh nghiệp này đúc rút, phát triển sáng tạo hơn, hiệu quả hơn trong bối cảnh thích ứng linh hoạt phòng chống dịch bệnh COVID-19.